ôi, tường phải ướt trên đầm, ướt trên này, ướt dề dề như thế này đây. Đã sang sửa rồi, vậy mà bây giờ, ôi trời ơi, ẩm mốc hết cả rồi. Thế này cũng chết tôi hay không chứ này, ông Dũng ơi. Ông Dũng à, ông ra đây. Có việc gì nhờ giúp đây à? Giúp cái gì? Cái tường. Tường làm sao? Cái tường nhà tôi. Ông sờ mà xem ướt dề dề thế này à. Ướt mốc liên quan gì đến tôi? Này, ông sai lè ra rồi nhé. Sai là sai thế thế nào? Mà ông lại còn giả ngô à? Cái ngày mà ông làm cái mái tôn chống nóng. Mái thì làm sao? Tôi bảo với ông rằng phải làm cái máng nước để cho nó dòng nước xuống đây. Thì ông có nghe đâu, ông cứ lờ đi. Này, tôi nói cho bà biết nhé. Giữa nhà tôi, nhà chị có cái khe mà tôi cho nước chảy ra cái đất trống này liên quan đến chị, ầm ĩ cả lên. Này, cái khe là của tôi nhé. Này, tôi đã đăng ký sử dụng từ cái ngày chúng tôi cưới nhau nhé. Này, khe nào của bà, nhưng mà bà đừng lắm mồm. Này, thế bây giờ ông thấy tôi là gái hóa, mẹ hóa con côi thì ông định tận dụng cái khe của tôi à? Rồi ông muốn xả cái nước gì sang cũng được à? Tôi nói cho bà biết, cái việc nhà bà xử lý chống mốc kém cho nên nó mới mốc thế thôi, liên quan đến tôi. Bây giờ đổi lấy người khác. Thôi. Rõ là. Này, đàn bà. Này, múa ông làm láng giềng gần, tắt đừa tối đen. Vậy mà ông ích kỷ, ông lại bắt nạt tôi thế thì thôi, từ nay đi tôi không tắt nửa tối đèn với ông nữa nhá. Cái việc đó là việc của bà, đàn bà tôi không chấp. Mà đây, tôi nói bà biết nhá, bà cứ mồm to nó vừa vừa thôi. Này, thôi, không thèm nói với ông nữa. Bà mồm to vừa thôi. Tôi mà báo này, cáo. Có cái gì ầm ĩ lên thế? Tôi báo cáo với lại ban hòa giải. Bà đi mà gọi. Chứ không thể như thế này được. Cứ chờ đấy nhá. Tất nhiên rồi. Alo, có phải cô Phương ban hòa giải đấy không ạ? Vâng. Ôi trời ơi, xin mời cô đến đây ngay để giải quyết cho tôi cái vụ mà tranh chấp trên không ấy nhá. Đấy, chờ đấy nhá, rồi xem ai đúng ai sai nhá. Rồi, bà cứ gọi đi, xem chào ai sai. Chào hai bác. Ôi trời ơi, có việc gì mà sáng ngày ra đã gọi em thế? Vâng, chào hai cô. Vâng, bác cứ từ tôi từ. Mời các cô đến đây để giải quyết cho tôi về cái vụ việc này. Cái nhà, cái khe của tôi kia, mấy cái ông Dũng này. Đây, cô thử xem, ông ấy không làm máng để ngăn nước. Đâm ra là cái tường nhà tôi cứ suốt đời mục, mà tôi thì tôi đã phải sửa chữa rồi. Vậy mà bây giờ cứ được thời gian cái nó để ấm mốc như này. Báo cáo hai chị, đây các chị xem, giữa nhà tôi và nhà bà Hà có khe đất trống, tôi xả nước vào chỗ đất trống. Mà ấy, các bác biết đấy, có dính vào nhau đâu, bà cứ ầm ĩ kiện tụng từ sáng giờ dứt cả đầu. Hai bác ơi, hai bác cứ từ từ, hai nhà với nhau từ trước đến nay rất là tình cảm như một nhà. Liên gia trong tổ dân phố cũng nói hai bác rất là đoàn kết, giúp đỡ hàng xóm láng giềng. Sao có một việc nhỏ như thế mà các bác to tiếng như thế, mất hết cả tình làng nghĩa xóm. Không đáng đâu. Tôi có muốn thế đâu. Nhưng mà ông này ấy, là ông ấy coi thường là nhà tôi, là nghèo hơn ông ấy chuyện hơi tí, ông cứ đưa tiền ra để ông ấy dọa. Mệt quá các chị ơi. Chị cứ bình tĩnh, nghe em nói đã. Em sẽ nói với ông Dũng giúp. Chị cứ bình tĩnh. Ông Dũng này, các cụ xưa đã có câu là vắng anh em xa, có láng giềng gần. Thế mà hai nhà từ trước đến giờ rất là tình cảm đoàn kết. Sao hôm nay không ngồi lại với nhau để cùng giải quyết cho nó êm thấm? Mà nhiều khi mình làm cái gì ấy, mình cũng phải đặt địa vị mình và địa vị hàng xóm. Nếu như hôm nay cái bức tường này của nhà bà Hà là bức tường nhà ông, mà nước nó đổ từ trên mái trang nhà bà Hà xuống nhà ông, không được chứ. Ôi trời, đấy bác Dũng ạ. Bác Hà, bác ấy cũng có nói trước rồi, nhà bác đã một ngấm một lần, mà bác ấy có đề nghị với bác rồi, và bác cũng đã mất mấy chục triệu để sơn sửa lại cái nhà cho nó đẹp. Thế bây giờ đúng là lại mốc tiếp này, bác rất là xót ruột, cho nên bác cũng có hơi to tiếng. Bác Dũng phải bình tĩnh, xem mình phải trái sai đúng ở chỗ nào, cùng nhau giải quyết. Chứ không có thì cứ to tiếng ở Mỹ, mất tình làng xóm nghĩa gì, mà lại hơn nữa ảnh hưởng đến gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa đấy bác ạ. Đúng thế đấy. Mà trong chuyện này ông còn sai hoàn toàn về đây. Sai đã sai thế nào? Chị đừng có bênh cái bà to mồm này. Tôi lẽ là phụ nữ nên tôi không muốn nói. Đừng mà được thể. Thôi ông cứ bình tĩnh nghe tôi nói hết đã nào. Trong điều 250 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định rất rõ về việc nước thải là chủ sở hữu nhà, công trình xây dựng khác phải làm đường thoát nước sao cho nước mưa trên mái nhà mình, công trình xây dựng của mình không đổ xuống bất động sản của chủ sở hữu bất động sản liền kề đấy ông ạ. Thấy chưa? Hơn thế nữa là về cái bồi thường thiệt hại
thì trong điều 13 của Bộ luật dân sự bồi thường. Vâng, là cá nhân pháp nhân có quyền dân sự bị xâm phạm thì được bồi thường toàn bộ thiệt hại, trừ trường hợp là các bên có thỏa thuận khác hoặc là luật có quy định khác đấy ông ạ. Mà bác Dũng này, hơn nữa là điều 170 Bộ luật dân sự cũng có quy định, bác Hà bác ấy có quyền yêu cầu bác làm lại tiền sản để bồi thường thiệt hại đấy ạ. Thế có cả cái luật bồi thường nước mưa. Thôi được rồi, tôi đền hết bao nhiêu cứ bảo. Này, đây không cần tiền nhé, tôi chỉ cần ông láng giềng gần sống tốt, bảo vệ nhau, thương nhau là được rồi. Đúng rồi bác. Bác Hà này, thật ra tôi không có ý khinh thường bác đâu, nhưng sáng nay bác nói to quá, đâm ra tôi cũng giận, mà các cụ xưa nói gì đã giận mất khôn. Hôm nay được các chị hòa giải, phân tích kỹ lưỡng, tôi hiểu ra vấn đề rồi. Tôi xin lỗi bác, ngày mai tôi bảo con tôi mua sơn về sơn lại cái tường cho bác. Và đặc biệt tôi sẽ nắn lại cái dòng chảy cho nó đúng hướng, không vào nhà hàng xóm bác nghe. Ôi, tôi không cần phải thế nhá, chỉ cần từ nay đi chúng mình có thương yêu nhau thế nào thì cũng phải biết luật. Vâng. May quá, cảm ơn hai cô ở bên hòa giải cho ông ấy biết tí luật, chứ mình thương yêu nhau mà không biết luật thì này phạm luật thì rồi lại xa nhau. Tôi biết rồi. Đúng đấy hai bác ạ. Thật ra thì chúng em những hòa giải viên cũng chỉ mong các bác sống với nhau bằng tình làng nghĩa xóm, tương thân tương trợ giúp đỡ lẫn nhau. Còn cái chuyện giải thích luật để các bác hiểu thêm về luật và chúng ta cùng sống đúng theo luật pháp quy định. Cảm ơn hai bác ạ. Đặc biệt là năm nay quận Long Biên chúng ta tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập quận. Từ quận, phường đến các tổ dân phố, nhà nhà, người người cùng tích cực thi đua. Thì các bác cũng cùng với chúng em bắt tay thi đua đoàn kết để góp phần xây dựng tổ dân phố văn hóa, xây dựng phường, quận ngày càng văn minh, phát triển bền vững. Chúng em cũng đăng ký xây dựng tổ dân hòa giải năm tốt, và chắc chắn phải là tổ hòa giải năm tốt bác nhé. Rồi. Vâng, cảm ơn các cô. Phải có cả văn nghệ. Kính thưa quý vị đại biểu, ban giám khảo và toàn thể hội thi, thay mặt đội thi đến từ quận Long Biên, xin kính chúc quý vị đại biểu, ban giám khảo và toàn thể hội thi mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc hội thi thành công rực rỡ.